Hello everyone, welcome to our class. Mến chào các bậc phụ huynh cùng các con học sinh đã đồng hành cùng với kênh Tiểu học thật hay. Hôm nay, cô trò chúng ta lại gặp nhau ở Unit 5, Are They Your Friends? Lesson 2. Để học tốt tiết học hôm nay, các con cần chuẩn bị sách tiếng Anh lớp 3, tập 1, trang 32 và trang 33, vở ô ly, viết và thước kẻ các con nhé. Now, are you ready? Okay, very good. Now we move to new lesson. Chúng ta trước khi vào tiết học mới thì cô trò chúng ta cùng ôn lại mẫu câu lesson 1 mà chúng ta được học nhé. Ở lesson 1, chúng ta đã được học mẫu câu giới thiệu bạn mình cho người khác biết. Okay. Ở đây chúng ta thấy bạn Quân giới thiệu bạn Nam cho Mary làm quen. Ok, bạn Quân nói: Mary, this is my friend Nam. Bạn Mary, hi Nam. Bạn Nam đáp lại: Hello Mary, nice to meet you. Ok. Qua phần kiểm tra bài mơ, bài cũ, cô cả thấy các con có học bài, có vận dụng được mẫu câu. Cô có lời khen chung các con nhé. Now we move to new lesson. Unit 5. Are they your friends? Lesson 2. Part 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Page 32 and 33. Ok. Ở tiết học hôm nay, chúng ta sẽ học một số từ vựng. Thứ nhất là từ they. They có nghĩa là họ. Và chúng ta có chữ no they aren't. No they aren't thì chúng ta có nghĩa là không, không phải. Và chúng ta có chữ yes they are. Vâng, phải. Ok. Cô mời các con cùng lặp lại nhé. They. No they aren't. No they aren't. Yes they are. Yes, they are. Ok. Cái từ no, they aren't dùng để trả lời khi không phải. Còn yes, they are dùng để trả lời khi họ phải. Ok. Cô mời các con cùng viết bài vào vở ô ly. Now, time's up. Cô mời các con cùng kiểm tra từ vựng nhé. Chúng ta có từ they có nghĩa là họ. Ok. No they aren't dù có nghĩa là không, không phải. Yes they are có nghĩa là vâng, phải. Ok. Now we move to part 1. Look, listen and repeat. Look, listen and repeat. Có nghĩa là câu đề bài nói chúng ta hãy quan sát tranh, hãy lắng nghe và hãy lặp lại. Ok. Now look at how many pictures are there? Có bao nhiêu bức tranh? Two pictures, very good. Two pictures, có hai bức tranh. Picture A, tranh A. Picture B, tranh B. Ok. Who are they in the picture A? Ở trong bức tranh A, chúng ta thấy có bạn Peter, bạn Tony và hai người bạn khác. Picture B, chúng ta thấy có Marie và Tony. Cho bây giờ chúng ta thấy chúng ta muốn biết các bạn đang nói về vấn đề gì thì cô mời các con hãy cùng lắng nghe lời thoại giữa họ nhé. Now listen the conversation between them. Listen carefully. Cô mời các con hãy cẩn thận nghe cẩn thận nhé. Now listen. Page 32, lesson 2, activity 1. Look, listen and repeat. A. That's Peter, and that's Tony. Are they your friends? Yes, they are. B. Are they your friends? No, they aren't. Okay, now listen again. Page 32, lesson 2,
Activity 1. Look, listen, and repeat. A. That's Peter, and that's Tony. Are they your friends? Yes, they are. B. Are they your friends? No, they aren't. Okay, now look, listen and repeat. Bây giờ chúng ta đã nghe rồi. Bây giờ cô mời các con hãy cùng nghe và lặp lại nhé. Page 32, Lesson 2, Activity 1. Look, listen and repeat. A. That's Peter and that's Tony. Are they your friends? Yes, they are. B. Are they your friends? No, they aren't. Okay, now look at picture A. Chúng ta thấy các bạn nói gì? That's Peter and that's Tony. Đó là Peter và đó là Tony. Are they your friends? Họ có phải là bạn của bạn không? Yes, they are. Phải, họ phải là bạn của tôi đó. Ở bức tranh B, chúng ta thấy là Are they your friends? Họ có phải là bạn của bạn không? Bạn trả lời No, they aren't. Những người họ không phải là bạn của tôi. Giờ chúng ta qua phần lời thoại của họ, chúng ta thấy khi muốn nói hỏi bà họ có phải là bạn của mình không thì chúng ta sẽ dùng mẫu câu Are they your friends? Nếu phải thì chúng ta sẽ trả lời Yes, they are. Còn không phải thì chúng ta sẽ trả lời No, they aren't. Đây là cũng là cái mẫu câu mà hôm nay các con được học nhé. Đó, chúng ta sẽ sang là mẫu câu để hỏi họ có phải là bạn của bạn không. Ok, rồi cô mời các con có mẫu câu là Are they your friends? Yes, they are. Hoặc là No, they aren't. Ok, nếu phải thì chúng ta trả lời Yes, they are. Còn không phải thì chúng ta trả lời No, they aren't. Ok, cô mời các con đọc lại mẫu câu nhé. Are they your friends? Yes, they are. No, they aren't. Bây giờ cô mời các con cùng viết bài vào vở ô ly. Ok, bây giờ giúp các con nhớ rõ mẫu câu hơn, cô mời các con sang phần thứ hai. Point and say. Point and say có nghĩa là chúng ta hãy chỉ vào tranh và sau đó chúng ta sử dụng mẫu câu để chúng ta sẽ hỏi bạn mình nhé. Chúng ta có mẫu câu Are they your friends? Nếu phải thì trả lời Yes, they are. Không phải thì No, they aren't. Ok, bạn Phong hỏi bạn mình Are they your friends? Yes, they are. Ok, Are they your friends? No, they aren't. Ok, cô mời các con cùng dùng mẫu câu để thực hành với bạn mình nhé. Cô thấy một số bạn thực hành rất là hăng say. Cô thấy các con thực hành rất tốt. Cô có lời khen các con. Bây giờ cô mời các con sang phần thứ 3. Let's talk. Chúng ta sẽ sử dụng mẫu câu vừa học. Sau đó chúng ta sẽ hỏi bạn mình những người đó hay là họ có phải là bạn của bạn mình không? Are they your friends? Yes, they are. No, they aren't. Okay. Bây giờ các con hãy dùng mẫu câu và các con đi xung quanh lớp và các con sẽ hỏi các bạn mình nhé. Rồi cô mời các con cùng thực hiện. Now start. Very good. Cô mời các con sang phần thứ 4 để các con sẽ được thực hiện kỹ năng nghe nhé. Listen and number. Listen and number. Có nghĩa là yêu cầu đề bài nói chúng ta hãy lắng nghe và chúng ta sẽ đánh số thứ tự vào tranh mà chúng ta nghe được nhé.
Rồi chúng ta quan sát cho cô. How many pictures are there? Có bao nhiêu bức tranh? There are 4 pictures. Very good. Có 4 bức tranh. Picture A, picture B, picture C and picture D. Ok. À, như vậy thì chúng ta sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Ok. À, nếu chúng ta nghe được bức tranh nào được nói tới trước thì chúng ta sẽ đánh số 1, và kế tiếp chúng ta sẽ đánh số 2, số 3 và số 4. Ok. À, bây giờ chúng ta sẽ quan sát từng bức tranh nhé. Now, look at picture A. Who are in the picture? À, có những bạn nào trong tranh? Linda. Linda, Mary, Mike, Peter. Ok. And look at picture B. Picture B. Hoa, Tony and Peter. Ok. And picture C. Picture C chúng ta thấy có Nam, Quân and Peter. And picture D. Chúng ta thấy picture D thì có ai? Quân và Nam. Rồi còn một bạn. À, bây giờ cô mời các con hãy cùng lắng nghe lời thoại giữa họ, giữa các bạn mình, và các con sẽ đánh số thứ tự nhé. Yêu cầu đề bài của phần số 4 này, các con cho cô biết mình cần làm gì. Chúng ta hãy lắng nghe và chúng ta sẽ đánh số thứ tự vào tranh mà mình nghe được. Ok. Chúng ta có 4 bức tranh, vậy thì chúng ta sẽ đánh số thứ tự từ 1 đến 4. Ok. Các con đã rõ yêu cầu chứ? Now listen carefully. Page 33, Lesson 2, Activity 4, Listen and Number. 1. Who's that? It's my new friend, Tony. 2. Are Mary and Mike your new friends? Yes, they are. 3. Hello, Tony. This is my new friend, Hua. Hello, Hua. Hi, Tony. 4. Hi, Gwen. This is my new friend, Peter. Hello, Peter. Hello, Gwen. Now, listen again. Các con nghe lại nhé. Page 33, Lesson 2, Activity 4, Listen and Number. 1. Who's that? It's my new friend, Tony. 2. Are Mary and Mike your new friends? Yes, they are. 3. Hello, Tony. This is my new friend, Hua. Hello, Hua. Hi, Tony. 4. Hi, Gwen. This is my new friend, Peter. Hello, Peter. Hello, Gwen. Now look at the board and give me the answer. Chúng ta hãy quan sát trên bảng và chúng ta sẽ đưa đáp án nhé. Chúng ta thấy, chúng ta nghe được Quân và Nam là bức tranh D. Yeah, chúng ta sẽ đánh số 1. Number 2, chúng ta nghe được Are Mary and Mike. Chúng ta nghe được Mary and Mike. Are Mary and Mike your new friends? Chúng ta được nghe được tên Mary và Mai. Chúng ta sẽ đánh dấu tick, đánh số 2 vào tranh A. Và ở số thứ tự của tranh 3, chúng ta nghe được tên của Hoa, Peter and Tony. Ok. And the last picture là số 4. Vậy kết quả chúng ta là D1.
A, 2, B, 3, and C, 4. Ok, cô mời các con hãy kiểm tra và chúng ta sẽ sửa bài vào sách nhé. Và để giúp các con luyện đủ các kỹ năng và nhớ bài tốt, cô mời các con sang phần số 5. Read and complete. Read and complete là chúng ta hãy đọc và sau đó chúng ta hãy hoàn thành. Chúng ta hãy điền vào chỗ trống. Chúng ta thấy là bạn tên Mai và bạn đang giới thiệu những bạn bè của mình. Chúng ta có 4 từ cần điền. Từ thứ nhất là từ and, có nghĩa là và. Từ thứ hai là từ name, có nghĩa là tên. Từ thứ ba chúng ta có từ này, có nghĩa là số 9. Và từ cuối cùng là friends, có S thì đây là danh từ số nhiều. Vậy khi động từ là are thì danh từ chúng ta sẽ là số nhiều. Ok, now look at. Và chúng ta thấy bài của mình là Hi, my, is my. Vậy là sau chữ my chúng ta sẽ điền gì khi sau đó là một cái tên. Và chúng ta đã học mẫu câu này rồi. Và chỗ trống thứ hai, I am. Chúng ta thấy chữ year sau thì chúng ta sẽ điền cái số tuổi. Ok. Và chúng ta thấy this is Linda. Đây là Linda. Đây là Tony. Vậy thì giữa hai cái lời giới thiệu này chúng ta sẽ điền liên từ. Ok. There are, chúng ta thấy they are có nghĩa là họ. My Linda is 9. Linda thì 9 tuổi years old. And Tony is 10 years old. Những người này là cái gì của tôi? Mà Linda thì 9 tuổi, còn Tony thì 10 tuổi. Và bây giờ cô mời các con hãy cùng thảo luận với bạn và các con sẽ làm bài trong vòng 3 phút nhé. Ok, time's up. Now look at the board and give me the answer. Number 1. Hi, my name is Mike. Ok, number 2. I am 9 years old. Ok, and number 3. This is Linda and this is Tony. They are my friends. Linda is 9 years old and Tony is 10 years old. Ok. Xin chào bạn, mình tên là Mai. Mình năm nay 9 tuổi. Đây còn đây là Linda và đây là Tony. Cả hai người họ đều là bạn của mình. Linda thì 9 tuổi và Tony thì 10 tuổi. Ok, cô mời các con cùng đọc nhé. Hi, my name is Mai. I am 9 years old. This is Linda and this is Tony. They are my friends. Linda is 9 years old and Tony is 10 years old. Ok. Rồi các con về nhà cùng đọc lại thêm nhé. Bây giờ sang phần số 6, cô mời các con hãy vận dụng mẫu câu chúng ta vừa học và chúng ta sẽ viết về bản thân của mình, viết về người bạn của mình nhé. Viết về bản thân mình và những người bạn của mình. Ok. Chúng ta có 3 cái gợi ý. Gợi ý thứ nhất, your name, có nghĩa là tên của bạn. Ok. Your age, có nghĩa là tuổi của bạn. Thứ ba là name of your friends, là tên của những người bạn của bạn. Ok. Are you ready? Các con đã rõ chưa? Is that clear? Ok. Number 1. Và chúng ta có gợi ý là your name. Vậy thì bạn tên Phương Trinh, bạn sẽ để là my name is Phương Trinh. Bạn 9 tuổi, bạn sẽ viết I am 9 years old. Và bạn kể tên một số bạn của bạn là Khang, Trang. Và bạn Khang và bạn Trang này là những người bạn của bạn Trinh. Ok. Vậy chúng ta, các con hãy viết về bản thân mình nhé. Phần này các con sẽ làm ở nhà và tiết học tới cô sẽ mời các con
nộp cho cô để cô nhận xét nhé. Now, class is finished. Tiết học của thầy trò ta, của cô trò ta đến đây đã hết. Cô mời các con ôn lại mẫu câu hôm nay chúng ta được học. Qua tiết học hôm nay, các con học được cái cách hỏi họ có phải là bạn của mình không? Có phải là bạn của bạn không? Bạn của mình không? Thì chúng ta có mẫu câu là Are they your friends? Và nếu phải thì chúng ta trả lời Yes, they are. Và không phải, chúng ta sẽ trả lời No, they aren't. Ok, đó là nội dung chính hôm nay chúng ta học. Cô mời các con về nhà học bài. Và các con chuẩn bị tiếp Unit 5, Lesson 3. Các con sẽ làm bài tập trong sách bài tập nhé. Now, thank for your attention. Cô cảm ơn các con đã đồng hành cùng với kênh Tiểu học thật hay của cô. Cô mời các con cùng nghỉ và các sẽ hẹn gặp lại các con. Now, thank you very much. Goodbye, see you again. Nếu các con muốn nhận được những bài học thật hay thì các con hãy nói với ba mẹ đăng ký, like và chia sẻ kênh Tiểu học thật hay nhé.